ông lớn dầu mỏ họp bàn về đóng băng sản lượng. Các ông lớn sản xuất dầu mỏ của thế giới sắp họp nhóm để đưa ra quyết định về sản lượng khai thác từ tháng 1 năm 2022 trở đi, với khả năng cao sẽ bị đóng băng trước tình hình biến thể Omicron gây biến động thị trường. Cho đến nay, Liên minh OPEC cộng đô Saudi Arabia và Nga dẫn đầu vẫn phản đối lời kêu gọi tăng sản lượng để kiềm chế giá năng lượng đang tăng cao. Sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới đã làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh, dẫn đến việc các quốc gia khôi phục lệnh cấm đi lại cũng như cân nhắc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Động thái này có thể thắt chặt nhu cầu tiêu thụ và ảnh hưởng đến giá dầu. Theo hãng thông tấn AFP, 13 thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và 10 nước đối tác gặp mặt trực tuyến vào lúc 13 giờ GMT ngày 2 tháng 11 để thảo luận về sản lượng khai thác dầu. Giới phân tích dự đoán liên minh này sẽ quyết định ngừng kế hoạch tăng nhẹ sản lượng 400.000 thùng trên ngày như đã thực hiện từ tháng 5 năm 2021. Sự xuất hiện của biến thể Omicron và các đợt bán tháo làm tăng tỷ lệ đặt cược rằng OPEC cộng sẽ tạm dừng mức tăng sản lượng 400 thùng trên ngày mỗi tháng theo kế hoạch. Chuyên gia Helima Croft tại RBC Capital Markets đánh giá, chuyên gia Carsten Fritz tại ngân hàng Commerzbank nhận định thị trường không thể hấp thụ lượng dầu bổ sung này và dẫn đến dư thừa trong quý 1/2022. Cuộc họp của OPEC cộng diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản quyết mở kho dự trữ chiến lược của họ để giúp giá dầu thô hạ nhiệt. Sau khi việc giá cả tăng vọt làm suy yếu phục hồi kinh tế, nhưng việc phát hiện ra biến thể mới vào tuần trước đã khiến giá dầu thô giảm hơn 10%. Đây là đợt giảm giá đầu tiên kể từ đợt kỷ lục vào tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng nặng nề đối với nhu cầu đi lại trên khắp thế giới. Giá dầu hiện dao động quanh mức 70 USD mỗi thùng. Bộ trưởng năng lượng các nước OPEC, những người luôn mong muốn duy trì mức giá dầu hiện tại, vẫn chưa đưa ra động thái rõ ràng. Bộ trưởng dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo cho biết, trong giai đoạn không chắc chắn này, chúng ta cần phải thận trọng trong cách tiếp cận và sẵn sàng phản ứng với các điều kiện thị trường. Trong khi đó, Washington đã kêu gọi nhóm OPEC mở rộng sản xuất. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Birol hôm ngày 30 tháng 11 cho biết ông hy vọng OPEC cộng sẽ tiếp tục chính sách tăng sản lượng hiện tại của họ. OPEC cộng đã cắt giảm mạnh sản lượng vào năm ngoái khi đại dịch bùng phát cùng với các biện pháp kiểm soát virus khiến nhu cầu